Xin chào cả nhà. Thì hôm nay cũng là buổi sáng, thì là cũng có một bài hát hay là chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ, công việc được thuận lợi và như những ý gì mà mình mong muốn trong ngày mới. Và ca khúc nó mang tên Vợ Tuyệt Vời Nhất, xin mọi người cùng lắng nghe. Trong anh quên đi bao phiền yêu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể yêu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ổn hơn nhiều, nhiều lần giận hơn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Con gái tuyệt vời, chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Chia tay mà, và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời, chỉ muốn bên em và yêu em. Biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh
anh không gặp ai tốt hơn em.